Rồi, chào tất cả anh em thủ nha. Quay trở lại video ngày hôm nay. Video ngày 18 đến tháng 4. Cái video này mình tổng cộng ở đây có 28 mẫu cần 12 con máy, thì dẫn dòng giá rẻ thôi. Thanh lý cho những con máy như này. Máy mới này của Siem nha, máy ngang tay phải. Một con máy thì con này Cyber. Con này thì có máy Bertoner xả nhanh nha, của dòng Shimano. Máy cực đẹp ạ. Từng câu thì những dòng như là từ 2m4, ISO khoen nhỏ, 4m5, 4m3. Đây, khoen lớn đều có như này, dạng ISO biển. Những dòng súp lở thì những dòng như là Shimano này từ 2m7, 3m6, 3m3. Đều có này, đây súp lở này đều có này, đầy đủ nha, CS này, đầy qua lồng bèm, súp mắm tôm. Cần dây trong thì những dòng công ngâm cô đơn có hai khúc cần rút, cần ISO, cần lô thì có máy ngang máy đứng một khúc này, để có một khúc còn là máy ngang như này, còn này thì rất là ngon. Cần một khúc thì hơi dự trị bất tiện thôi. Và những dòng cắm gốc này sẽ có máy đứng này, có pen này, máy ngang như này, Misaki. Đây có một con lô gần như này 3m. Con này thì của dòng Shimano nha, Scottline Spin BBB này, con này 3m MH nha, và hai con cô ngâm lan xe. Thì bên em sẽ ship có toàn quốc, anh em nhận hàng đồng kiểm nha, nói chung là ship có tới tận nhà, mình được kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền ạ. Thì mã số 1 ở đây sẽ có một con máy, con này thì của dòng là Shimano nha, dòng Arista nha, BB C3000. Con này thì con này có xả nhanh như này, có Bytuner. Thì cái thông số con này này, thông số cước á, số 2 được 220m, 2.5 185, số 3 150, số 4 100m nha em. Con này thì sản xuất là tại Malaysia nha. Đây, Malaysia xuất thị trường Nhật. Đổi tay trái phải được, máy rất là đẹp nha em. Đó, khối của nó này. Con này thì nó chỉnh côn là chỉnh ở sau nha em. Chỉnh ở côn sau dạng máy đuôi chuột nha. Anh em xài nhiều cái dòng thì biết rồi. Gạt cước này. Rất là nhẹ nha. Còn là cước thì còn mới này. Đây, tổng thể thế này. Shimano. Đây, chỉnh côn nhịp cước như này. Và có Bytuner xả nhanh. Thì con này có ABS nha em. ABS và bao mượt nha. Đó, cho mình câu ISO này. Câu lua nha. Chạy cho mình là 4 bơm ring. Đây, gạt hai chiều này. Còn thì khỏi bàn rồi, giá là 1.2 triệu nha. Đó, con này 1.2 triệu. Tình trạng của máy thì rơi cho mình tầm khoảng vào trên 95% nha. Rất đẹp. Rồi, mã số 2 đối với máy thì em thanh lý con máy này giùm nha nè. Con máy này thì order bị nhầm nha. Con này thì ông anh order tay phải về, tay trái nha nè. Mà order bị nhầm nha, con này thì mua 1.750.000. Thì chưa xài qua, cho mua về thì tháo ra còn đầy đủ nha. Em sẽ để cho mình giá rẻ nha, 1.750.000 thì để cho mình giá 1.3 triệu thôi. Đó, còn bình châm nhớt rồi đầy đủ này. Dùng máy order về thì còn nguyên nha em, chưa xài qua nha, anh em lưu ý nha. Con này là cần máy tay phải, máy ngang của Shimano dòng mà Cyrus nha, 150HG. Cái thông số này, Grato con máy là 7.2.1, tải 5kg nha, trọng lượng máy 195g. Bật đạn là chạy cho mình là 3+1 nha, là 4 bật đạn cho mình. Đây, máy mới tinh, chưa xài qua nha. Để thanh lý 1.3 triệu nha em. Đó, cho anh em mình khỏi phải mua, có đại anh em thuận tay phải á, thì khỏi bao vàng, bao mượt rồi. Đó. Mới tinh nha em, chưa xài qua nha. Mua 1.750 triệu nha em, cả ship đó luôn là 1.750 triệu. Thì giờ thanh toán lý cho anh em 1.3 triệu nha. Đó, 1.3 triệu cắt lỗ nha em. Tay phải nha em, lưu ý nha. Máy chưa xài qua. Đó. Còn nguyên hộp đầy đủ. Rồi cần thì 28 mẫu cần, những dòng cần giá rẻ nha em. Mã số 1 một con cần ISO khoen nhỏ, con này của Nissin. Đây Nissin 2m4 nha em. Con này 2m4 thì không hao hụt nha, nhưng mà ngọn này rất là lớn, đủ nha em, 2m4 nguyên bản nha. Cái ngọn con này là ngọn tầm khoảng 1.8 ly, độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng độ cứng 3 nha. Tới tiếp cần ISO thì cần sẽ kèm là 1, 2, 3 lóng này. Đó, 2m4 nha em. Cái ngọn lớn nha, 1.8 ly, mà ISO khoen nhỏ, không hao hụt nha em, đủ nha. Đây 1.8 Nissin nội địa Nhật. Con này thì nhẹ thôi, cân nặng của cần chỉ có 95g, giá 500 nha em. Đây, giá 500.000 ạ. Số 2 con ISO khoen nhỏ, con này thì của dòng Suzumi. Đây Suzumi, con này bản Japan luôn. Dài là 4m, 5m3, độ cứng 1 nha. Cứng 1 thì cảm giác thôi, không cứng lắm. Tầm khoảng 3H cần tay. Ngọn nhỏ, cứng 1 thì tầm khoảng vào 0.8 ly. Ngọn cần thì sẽ có là 1, 2, 3 khoen chạy đây. Phôi con này là phôi carbon nha em. Đây, carbon xoắn vân nha, toàn thân. Tổng thể con này thì còn đẹp, sáng ok này. Đi kèm 6 lóng nha. Thì mấy con cần ISO này bên đây vẫn hỗ trợ xả cần tay nha em. Đây, hỗ trợ xả cần tay cho mình nha. Quen bát Fuji xưa đất xám. 5m3 độ cứng 1. Con này bát của mình là bát Fuji nha. Stylus. Đây. Cân nặng của cần chỉ có là 185g. Mã số 2. Giá 500 ạ. Đây, 500.000 nha. Mã số 3. Một con cần ISO khoen nhỏ. Con này thì cứng này. Con này xả tay đây cho mình tầm khoảng 5H cho nè. Con này là cần tay ISO carbon dài 4m5 độ cứng 3 nha. Con này hàng Korea xuất Nhật. Đi kèm 5 lóng. Cứng 3 thì xả tay ra cho mình tầm khoảng vào 5H rồi. Thì cũng là quen pad Fuji xưa xám hết. Ngọn cần thì đo được là ngọn 1.5 ly.
ngọn sẽ có là một và hai khuyên chạy đây. Phôi của mình là phôi carbon như này, đây carbon nha, xoắn vần toàn thân, bộ vít 5, độ cứng 3, tình trạng cần thì có ok rồi. Nó sẽ có xước sơ sơ thôi, đó, quẹt quẹt sơ một xíu sơn thế này này, còn lại thì ok nha. Rồi quen pad Fuji 4m5 độ cứng 3, hàng Korea, cân nặng là 220g, mã số 3, giá 600 như này. Con này bên đây vẫn hỗ trợ nha, xả cần tay cho mình, quấn chị lên keo. Mã số 4, một con cần ISO luôn, con này thì của dòng Shimano, con này thì dài là 5m4 độ cứng 2, carbon Holiday ISO, dòng HG như này. Con này bản Indo nha, xuất thị trường Nhật này, có mã code này và tem vàng đầy đủ đây. Thì quen là quen pad Fuji hết rồi, đây, quen pad Fuji như này. Cứng 2 thì rơi cho mình tầm khoảng gần 4H cần tay á, cần ra thẳng, ngọn 1.4 ly, phôi carbon xoắn vân, ngọn thì như cũ nha, vẫn có hai khuyên chạy đây. Và tình trạng con này thì còn đẹp, sáng ok này, đó, carbon xoắn vân toàn thân. Tình trạng cần thì nó sẽ có sức giam sơ như này, đây sức giam sơ theo thời gian thôi, để sức sơn thế này, ở sức sơn như này để cho mình giá rẻ thôi. Rồi 5m4 độ cứng 2, cân nặng của cần thì cân được là 240g, mã số 4, giá 500.000, 500 như này. Đây, ISO giá rẻ nha, Shimano. Rồi số 5 thì đây một con cần siêu phẩm, cái con này thì khỏi bàn rồi, cái dòng NFT, dòng DR Plus như này. DR Plus này là cái phôi kim cương nha, đây phôi kim cương. Độ dài con này là 5m3, độ cứng 1.5, thích hợp cho này mình câu cá trap, cá hanh, câu cảm giác. Đây, pad Fuji, NFT chính hãng theo cần, pad liền thân nha. Đây, phôi kim cương này. Con này thì chung là con này thì hàng tuyển này như này. Dàn khoen của mình là dàn khoen full sheet, phôi kim cương toàn thân và sẽ có định vị như này. Đây, DR Plus này định vị cho mình. Thì độ cứng 1.5, ngọn cần rất là nhỏ, tầm khoảng 0.8 ly. Con này thì ngọn sẽ có 1 2 3 này, 4 khoen chạy nè. Thì cái ngọn của đây là ngọn long phụng như này, ngọn trừ cái chỗ tháp và lên thôi là ngọn đặc nha, còn tất cả lóng còn lại của cần thì là hai da này. Đó, đều hai da như này. Và có định vị nha. Đây, DR Plus định vị đây. Định vị lóng, định vị khoen hết cho mình luôn. Con này đời cao. Con này thì hàng nội địa Nhật, Japan 100%. Nó không có xuất thị trường như này. Tình trạng cần thì rơi cho mình tầm khoảng trên 95% nha. Đó, đẹp sáng ok hết. Phôi kim cương ạ. À. Thế cho mình câu cá tráp như này. Câu cá tráp, cá hanh. Cân nặng của cần chỉ có là 220g, mã số 5, giá 1.8 triệu. Đây, 1.800.000 như này. DR Plus nha. ISO khoen nhỏ, mới tinh. Tiếp theo mã số 6. Số 6 thì con này ISO hàng khổng này. Con này thì ISO biển như này. Con này dạng ISO biển cho mình câu biển, câu bộ lực đây. Con cần này thì mã số 6, ISO khoen gọi là dạng ISO biển như này, khoen nhỏ, bộ đai qua, dài 5m2, đi kèm 5 lóng, độ cứng 24, 24 tính theo cần lục nha. Con này cứng tầm khoảng độ cứng 8, cứng 7 cho mình á, tính theo cần lục này. Cần ISO khoen lớn như này. Con này thì ngọn của mình đây. Thì nó sẽ có một cái đầu bu này, cái đầu bu con này chỉ có là hai khoen như này. Nó sẽ có hai khoen hai bên thôi, đây không có khoen nha, mấy cái đầu bu mà dạng đầu bu biển này thành em biết rồi. Ngọn cần thì gần 2 ly, phôi hai da từ gốc tới ngọn luôn, sẽ có 1 2 3 này, cái ngọn mình thì sẽ có 4 khoen chạy nha. Đó, 4 khoen chạy, phôi carbon xoắn hai da toàn thân từ gốc tới ngọn cho mình ạ. ISO biển như này, con này về mà xả cần tay thì thôi bạo lực như này, mấy con cá trắm, cá chép anh em mình cẩu luôn nha, đây, khỏi vượt luôn này. Đó, cái phôi con này giống như cái thép hòa phát cho mình luôn này. Phôi cực kỳ ghê nha, nổi gân này, rất đẹp nha. Con này thì dạng ISO biển, thì cái pad của mình là pad lớn Fuji FPS nha em, 28. Gốc con này thì sẽ có một cái dây buộc bảo hiểm ở đây và gốc bằng cán gỗ. Đó, phôi dày nha, cân nặng của cần là 710g, mã số 6, giá 2.500.000 nha em. Đây, 2.500.000 ạ. Đây, đẹp nha. Tiếp theo mã số 7 đưa lên một số cần súp lỡ. Số 7 thì ở đây sẽ có một con cần súp lỡ của dòng là Shimano. Đây, con này của dòng Shimano như này. Shimano carbon của dòng Aerospin như này, dài 2m7, độ cứng 15, đánh đầu cần gần bờ. Con này hàng Korea xuất Nhật này, có mã code này, tem vàng đây. Pad Fuji Stylus nha. Đây, Pad Fuji Stylus. Dàn khoen Fuji, loại xe đất xám. Cứng 15 thì ngọn cần đo được xác cho này là ngọn 2 ly. Ngọn thì sẽ có 1 và 2 khuyên chạy đây. Đó, cần đi kèm là 3 lóng nha. Đây, tổng thể thế này. Đi kèm là 3 lóng. Khoen pad Fuji, đây loại xe đất xám. Cần là dài 2m7, cứng 15. Cân nặng của con này rất là nhẹ luôn, 150g, mã số 7, giá 600.000 như này. Đây, giá 600 nha. Con này chẳng là súp lỡ, anh em mình câu ngâm câu đơn hoặc mình câu lua rút đều được nha.
Con này thì mã tiếp theo thì mã đây mã số 8, một con cần cũng dạng súp lỡ luôn. Con này thì thương hiệu của mình là dòng Suyumi. Con này bản nội địa Nhật cho nên Japan cho mình luôn này. Cái độ dài của cần là 2m7 nha. Độ cứng con này cũng rơi cho mình tầm khoảng vào 15 thôi. Đây, cứng 15. Và fan pad là fan pad Fuji xứ xám hết. Ngọn cần là ngọn 2 ly nha. Đây ngọn 2 ly, ngọn thì sẽ có một này và hai khuyên chạy đây. Con này cũng bằng con Shimano cho mình nha này. Con Shimano thì thương hiệu rất lớn hơn. Suyumi thì anh tâm lại anh em cũng xài nhiều rồi. Cũng là hàng Nhật nha. Hàng Nhật Japan. Fan pad Fuji xứ xám, còn đẹp sáng ok hết. Con này cân nặng của mình chỉ có 140 g thôi. Rất là nhẹ nha, mã số 8. Giá 550 ạ. Đây, con để giá mềm hơn con Shimano nha. Suyumi 2m7 cứng 15 550.000. Tiếp theo thì mã số 9 ạ. Số 9 thì đây có một con cần cũng dạng súp lỡ carbon. Con này thì dài là 3m cho anh em, của dòng Casti. Con này độ cứng của cần cũng ra cho mình tầm khoảng vào 15 thôi. Và khoen pass là khoen pass Fuji hết. Đó. Ngọn cần thì đo được cho mình con này ngọn lớn như này. Ngọn con này thì gần 3 ly như này. Tầm khoảng 2.8 ly á. Nước sơn màu trắng sẽ có một và hai khuyên chạy đây. Đây, một hai khuyên chạy nha. Cần đi kèm 3 lóng và hai lóng dưới của mình là carbon này, nước sơn màu xanh. Đây, tình trạng thì đẹp sáng ok hết nha. Khoen pass Fuji xứ xám. Dài là 3m, cứng 15. Khoen pass Fuji, cân nặng của cần là 165 g, mã số 9. Giá 600 như này. Đây, giá 600 ngàn nha. Cho mình câu ngâm câu đơn được ạ. Rồi tiếp theo thì số 10 một đôi cần này, con này cần dạng súp lỡ, con này của Suyumi. Của Shimano nha anh em, hay của Shimano. Con này thì còn đẹp nha, này khoen pass ok hết. Có sao mà carbon Holiday Spin, dài 3m6 nha, cứng 20. Đây, bản nội địa Nhật Japan. Cứng 20 tầm khoảng FX cho mình. Pass Fuji F7, dạng khoen Fuji này. Đây Fuji nha anh em, loại xi đất xám. Cứng 20 thì ngọn của cần đo được là ngọn 2 ly, đánh đầu cần gần bờ, ngọn sẽ có một hai khuyên chạy đây. Con này tổng thể còn ok nha. Đây, tình trạng thế này này, vẫn còn đẹp như này. Đây, đẹp sáng ok này. Đi kèm là 4 lóng nha. Shimano 36 cứng 20, thích hợp cho mình đánh đầu cần và gần bờ ạ. Cân nặng con này là 240 g, mã số 10. Giá 800 nha. Đây, giá 800 ngàn. 36 nha, cứng FX nha này. 11 ạ. 11 thì đây có một con cần ISO quen lớn, thích hợp cho mình xả cần tay nha. Xả tay thì ra cho mình tầm khoảng vào 5-6 h. Con này của Daiwa Carbon Wicker. Con này thì khoen của mình là khoen xích nha này. Khoen dưới là khoen xích, còn nó lai cho mình cái ngọn ở trên này. Cái đàn ngang này lên là khoen xứ xám nha. Đây, con này thì phôi của mình là cũng như cái ống thép nha này. Đây, phôi hay da. Con này thì bên đây vẫn hỗ trợ xả cần tay miễn phí nha. Đây, xả cần tay miễn phí. Độ cứng 3, ngọn cần là 1.6 ly. Ngọn thì sẽ có 1 và 2 khuyên chạy đây. Con này trừ cái lóng ngọn thôi, là carbon xoắn vân thôi. Còn mấy cái lóng của dưới còn nọ của nó nha này, là hai giá này. Đây, dưới là khoan xít đó nha, nó bị lai mấy khoen ở trên, là khoen xứ xám. Con này xả cần tay xuống thì khỏi bàn như này, anh em có thể là để cắt chép câu cá mè được này. Cần ra thẳng thấp nha, cứng 3 tầm khoảng vào 5-6 h cần tay rồi. Rồi, con này thì để cho mình giá tốt nha này. Khoen lớn thì đa số là bắt vặn rồi, Fuji FPS 24, carbon wicker. Cân nặng của cần thì cân được là 360 g, 360 g, mã số 11. Giá con này là giá 1 triệu như này. Đây, giá 1 triệu nha. Rồi tiếp theo là một số cần súp lỡ giá rẻ như này. Đây thì có một con cần súp lỡ carbon này, của dòng Cross Vegan như này. Con này thì dài là 39. Này, carbon gồm Wonder Súp 2. Con này thì bắt mà là bắt thường nha. Đây, bắt thường và dạng khoen của mình là khoen thường luôn. Nó sẽ có like cái đầu bu xứ Fuji như này, xứ xám này. Thì độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng 25 thôi, ngọn 2.6 ly sẽ có 1 đây và 2 khuyên chạy nha này. Con này đi kèm là 4 lóng nha. 1 2 này. 3 4 lóng nha. Đây 39. Độ cứng ra cho mình tầm khoảng 25 thôi, đánh đầu cần và gần bờ. Cô ngâm cô lăn xe này. Cân nặng của cần thì cân được là 340 g, mã số 12, giá 500.000 ạ. Đây, 500.000 nha. Mã số 13 thì đây sẽ có một con cần. Con này của dòng Suyumi, con rất đẹp nè. Con này dài 36, 20. Con này ngọn lớn nha, cứng 20. Mà con này em cảm giác nó cứng tầm khoảng bằng DS á. Đây, Suyumi, con này bản Japan, nội địa Nhật, tem vàng. Con khuyên gập nha, đây khuyên gập. Cái ngọn của nó là ngọn lớn này, ngọn 3 ly nha. Mà không hao hụt cái này, cần ra đủ nha. Đó, không hao hụt nha. Con này thì ngọn có 2 khuyên chạy, em thấy con này cứng nha. 20 của con này nó rơi cho mình tầm khoảng vào trên 25 đối với mấy con bình thường nha. Đó, cần rất đẹp nha, lóng lý còn sáng ok hết. Ngọn lớn nha, đây ngọn lớn không hao hụt cho mình, 36. Rồi Suyumi bản nội địa Nhật,
Pat Fuji F7, cân nặng của cần thì được á là 370g, mã số 13, giá 700 nha anh em. Đây, giá 700.000 ạ. Rồi mã số 14 này, 14 thì ở đây sẽ có một con cần lục, con này của Daiwa. Daiwa dòng Superpower, dài 4m2, cứng 25. Cái con này đã được hạ ngọn cho anh em, được hạ ngọn nha. Con này đã được hạ ngọn, nó gắn thêm một cái pad này. Đây, cái pad gắn vào thì nó dính keo nha. Thì nó được hạ ngọn 30cm rồi, hàng Korea xuất Nhật. Thì hiện tại con này còn cho mình là 3m9, thì em để cho mình giá rẻ nha. Đây, 3m9 để cho mình giá 500.000 thôi. Đó, 3m9 nha, ngọn con này hiện tại ngọn lớn, tầm khoảng gần hơn 4 ly. 4 ly và đã thay cái đầu bu này, nó hạ ngọn xuống nha. Và sẽ có một này, hai khuyên chạy đây. Đó, vẫn có một hai khuyên chạy đầy đủ nha. 3m9 hạ ngọn xuống cho mình. Đó, đây qua khuyên pad Fuji hết. Để cho mình giá rẻ nha. Đây, giá 500.000 thôi. Chứ là không lỗi chứ này, nó hạ ngọn thôi. Còn lại thì ok hết. Đây, đã gắn đầu bu và khoen đầy đủ cho mình ạ. Pad con là Fuji F7 luôn. Đây, 4m2 nha. Gốc sau này thì nó có quấn thêm băng keo cho chắc ăn nha. Đó, giá 500.000, mã số 14, cân nặng 350g. Rồi, mã số 15. 15 thì đây sẽ có một con cần lục. Cái con này là cần lục dài nha nè. Nó dài là 4m5, cứng 20. Rơi cho mình tầm khoảng vào FX nha. Đây, con này bản Japan. Con này thì pad Fuji. Keo khít còn sáng đẹp này. Khoen có mình là dàn khoen Fuji, đây loại xì đá xám, đánh đầu cần và gần bờ. Thì ngọn của cần là ngọn 2.2 ly, ngọn sẽ có một hai khuyên chạy đây. Trên là nước sơn màu trắng như này, còn dưới là carbon này, xoắn vân màu xanh. Đây, xoắn vân như này. Đây, tục thể thế này. Cần đi kèm 5 lóng. Con này 4m5, cứng 20, tầm khoảng FX nha này. FX thì nó dạng mềm cảm giác nha, không cứng lắm này. Đó, để cho mình giá rẻ thôi. Cân nặng của cần thì cân được là 490g, mã số 15, giá 650 nha. Đây, giá con này giá 650.000 ạ. Rồi đây có hai con cần lục, hai con này thì cho mình đánh dạng vừa nha, CS30 nha. Thì mã số 16 ở đây sẽ có một con cần lục của Shimano, cái dòng là Shimano dòng súp mắm tôm như này. Con này bản đồ địa Nhật huyền thoại cho mình này. Súp leader dài là 4m05, độ cứng là CST. Đây CS nha, Pat Fuji Stylus, dàn khoen của mình là dàn khoen full sheet hết. Thì con này thì ngọn sẽ có định vị rồi và ngọn của mình là 2.5 ly. Cái dòng súp mắm tôm này thì anh em xài nhiều biết này, ngọn sẽ có một này. Đây và hai khuyên chạy nha này. Đó, phôi hay da. Tình trạng con này thì rơi cho mình tầm khoảng 90% nha. Đó, đi kèm là 4 lóng. Và cần thì nó sẽ còn đẹp sáng ok này. Đây có đóng CB chống nổ nha. 4m05, độ cứng là CS, rơi cho mình tầm khoảng 30. Bên đây vẫn hỗ trợ hạ pad nha. Cân nặng là 400g, mã số 16, giá 3 triệu nha này. Đây, giá 3 triệu nha. Mã số 17, 17 thì một con cần lục, con này thì của Daiwa, dòng lông bem. Cái lông bem này thì hai da, dài là 4m2, cứng 30. Lông bem thì bản Japan nội địa anh em biết rồi. Pad Fuji F7, carbon quicker, dạng fan full sheet, phôi hai da này, cực đẹp nha. Này, nó xoắn như là lưới điện như mình luôn. Con này ngọn của mình thì đo cho mình là sát trên này á, là ngọn 2.5 ly. Cái Daiwa lông bem này vẫn có định vị như này. Đây, green lock này. Và phôi của mình là hai da từ gốc tới ngọn nha. Đây, gốc tới ngọn này ngọn sẽ có một và hai khuyên chạy đây. Đó, một hai khuyên chạy nha. Lông bem thì anh em biết rồi, khỏi bàn nha. Cần đẹp sáng mới cứng đây. Rất đẹp này. Đi kèm là 4 lóng. Thì 30 thích hợp cho mình đánh lục, rơi cho mình tầm khoảng từ 35 mét độ lại nha. Đánh bạc bãi bạc biển được này. Cần nguyên bản nha, không hao hụt, đẹp cho mình ạ. Bên em hỗ trợ hạ pad nha. Cân nặng con này là 410g, mã số 17, giá 2.2 triệu. Đây, con này 2.200.000 ạ. Mã số 18. 18 thì đây sẽ có một con cần dây trong. Cái con này cho mình câu ngâm, câu lăng xê nha. Cần dây trong này thương hiệu của mình là dòng Suzumi, hàng Korea. Độ dài con này là 3m nha em. 3m dòng của dòng Sliver Cutter. Độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng 30. Pad Fuji. Và khoen của mình là khoen loại xuyên xít nha. Khoen Fuji luôn. Phụ kiện thì nó sẽ có một cái đập chụp kèm thế này của Fuji. Độ dài là 3m. Con này ngọn của mình thì ngọn lớn. Dây trong thì dây nó sẽ chạy ở trong nha em. Chạy trong thân cần á. Thì đầu bu xích chống xoắn này. Ngọn 2.8 ly. Cần thì đi kèm là 3 lóng. Và cái đóng CB chống nổ ở đây. Đó, 3 lóng nha. Cái con này thì thích hợp cho anh em mình á, câu ngâm hoặc câu lăng xê. Anh em mình buộc trên này á, mình làm cần tay vẫn được nha. Mấy con này cần tay thì mình tải cá tốt. Đây, phụ kiện sẽ có một cái nắp chụp này. Đây, nắp chụp kèm nha. Rồi, dây trong Suzumi cân nặng chỉ có là 230g thôi. Mã số 18, giá 500.000 ạ. Mã số 19, một con cần dây trong. Cái con này là cần dây trong ISO này. ISO cho mình câu cá tráp cái hành này. Con này thương hiệu của mình là dòng Ryobi. Đây, Ryobi hàng Korea nha em. Xuất thị trường Nhật có mã code này. Tem vàng đây. Cái độ dài của mình á
là 5m3 độ cứng 1 nha. Cứng 1 tầm khoảng 3h thôi. Đây khoen con này là khoen đề 3 là khoen inox này, loại xứ xít. Thì độ cứng tầm khoảng 3h tính theo cần câu tay. Cho nên mình dễ hình dung nha. Và ngọn của mình là ngọn 3 ly, nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu xít chống xoắn. Anh em mình tháo ra vệ sinh được nha. Đây, phôi viết như thế này. Phôi là carbon xoắn vân rồi. Đây, bộ xoắn vân toàn thân nha. Cần rất đẹp, nước sơn còn sáng ở đây. Con này thì 5m3, cần đi kèm là 5 lóng như này. Đó, đi kèm 5 lóng nha. Nó sẽ có xước sơ thôi. Còn lại thì ok hết. Con này thì cân nặng của mình cân được á là 200g, mã số 19, giá 900 như này. Đây, con này giá 900.000. Cái con này thì đây mình buộc cái thẻ ở trên á, mình không cần tay vẫn được nha. Đó, 900 ạ. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cần dây trong hai khúc của Daiwa. Con này mã số 20, con này cực đẹp như này. Con này thích hợp cho anh em mình về lên khoang này, mình câu ngâm câu lăng xe được nha. Con Daiwa này thì dài là 2m3, độ cứng 30, câu cảm giác thôi. Con này tìm mới tinh, chưa xài qua. Đây, phôi hay da nha, nó thiếu cho mình một cái hộp thôi. Cái thông số con này thì hàng cũng là Taiwan quan xuất Nhật, có mã code tem vàng, độ cứng 30, ngọn cần là 2.6 ly. Đây, cần mới cứng như này. Đây, hai khúc nha. Con này thì về mình luồn dây hoặc anh em về lên khoen câu ngâm lăng xe nha. Tay cầm cán mút bát vặn này, Fuji Daiwa cho mình ạ. Đây, tổng thể thế này. Cân nặng của cần là 190g thôi, mã số 20, giá 600 như này. Đây, con này giá 600.000 cho mình này, mới nha. Tiếp theo mã số 21 thì ở đây sẽ có một con cần lua như này. Con này là con lua hai khúc máy đứng. Con này là của dòng Reno, của dòng Ryobi như này. Đây, Ryobi. Con này tình trạng cần hơi cũ, hàng về chưa có vệ sinh nha. Độ dài con này là 5.6, 1m68, độ cứng là ML. Đây, medium light là ML như này. Con này bản Korea xuất Nhật này, thông số tải mồi ở đây từ 1/8 đến 5/8 MOZ, tải cá từ 6 đến 14 L bao. Dàn khoen thì là Fuji, loại xi đất xám. Cứng ML, ngọn cần là 1.7 ly. Con này cho mình lưu lóc, lưu chẽm, câu bè như này. Đây, câu bè, câu ngâm được này. Đó. Tay cầm con này thì bằng cán gỗ này. Cán gỗ này thì anh em về mình lấy cái giấy nhám á, mình chà nha, mình vệ sinh thì nó sẽ sạch, sáng hết. Cân nặng chỉ có là 100g, mã số 21, giá 400 nha. Đây, giá 400.000 ạ. Phải bát Fuji hết ạ. Mã số 22, một con cần lưu hai khúc máy ngang. Con để cho mình giá rẻ luôn, cho đem về lưu lóc lưu chẽm này. Đây, máy ngang thì mình lắp cái máy này như này. Đó, máy ngang thì mình lắp như con máy như thế này. Con máy như thế này sẽ có cái cò tay. Để nên mình trải nghiệm á, đó, bật cái này nha, mình câu. Đó, máy ngang nha. Còn máy đứng thì anh em sẽ câu mấy con máy này. Đó, mấy con cần này thì máy đứng này. Máy đứng như này. Cái máy đứng thì cái thân máy nó dài dưới này thì cái khoen nó sẽ dài, nó cao hơn. Còn cái máy ngang á thì cái thân máy nó thấp như này. Thì cái khoen của máy ngang thì đều thấp như này nha. Như này hết. Con này là cần lưu máy ngang hai khúc, độ dài cần là 1m8, độ cứng con này thì rơi cho mình tầm khoảng về ML, hàng Korea xuất Nhật luôn. Thông số tải mồi từ 7 đến 21g, tải cá từ 8 đến 20L bao nha. Con này thì cân nặng của cần là 112g, dạng khoen Fuji 3 chân này. Đây loại xi đá đen, ngọn cần là ngọn 2 ly nha. Con này trên đây mình lưu lóc lưu chẽm hay mình có thể là lưu câu bè được nha. Đây máy ngang câu bè được này. Tay cầm con này thì nó bằng cán bần nha. Cân nặng của mình á là 230g, mã số 22, giá 400.000 ạ. Đây, 400 nha. Rồi, máy ngang thì đây có một con cần, con này là hàng khổng nha. Con này một khúc nha, một khúc máy ngang. Con này thì dạng nội địa Nhật nha, cần của nội địa Nhật này. Con này có dòng là Ticker nha. Đây, của nội địa Nhật. Con này thì anh em mình câu dít. Đây, cái thông số cần này. Cái con này thì cho anh em mình câu dít này, hoặc mình câu lua được nha. Đây, giờ dít nha, dòng Texas. Cái thông số con này là cần một khúc máy ngang, độ dài cần là 2m1 nè. Đây 61 là 2m1 nha. Thông số tải mồi từ 1 đến 1/2 OZ thì rơi cho mình tầm khoảng vào 18g nhé. Tải cá tầm khoảng 20L bao, độ cứng hát nè. Cứng hát thì cũng dạng cứng bạo lực rồi. Tay cầm dưới này thì bằng cán mút, còn trên này thì bằng cán bần này. Bắt vặn nha, Fuji. Dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji xít nè. Phôi gạch bon xoắn caro. Con này thì đẹp như này. Thế hợp cho nên mình lưu cái lóc, cái chẽm được này. Một khúc nha. Đây. Ngọn của mình là ngọn 2.5 ly, ở trong cũng tương đối cứng ạ. Một khúc thì di chuyển bất tiện như này, nhưng bù lại thì anh em đánh rất là ngon nha. Anh em gần nhà thì mình đánh rất là tốt. Mình khỏi phải di chuyển đây. Rồi cân nặng của cần chỉ có là 120g thôi, mã số 23, giá 1.2 triệu ạ. Đây, 1.200.000 nha. Con này bản Japan nội địa Nhật. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cần cho mình câu máy điện này, mình câu ngâm như này. Cái con này là của dòng Pen nha. Đây của Pen Mỹ như này. Đây. Pen này thương hiệu của Mỹ này. Con này thì mã số là 24. Cái độ dài con này là 6 như này. Đây,
con này thì 4,6. Cái con này thì thông số thực của mình á là 2,4 này. Con này 2,4 của dòng Pen nha. Con này thì cái tay cầm của mình là bằng kháng mút này, và pad là pad vặn này Fuji FPSD 22. Đây, gốc con này á thì nó sẽ như này, gắm như này này. Nó sẽ cắm vào nha. Nó cắm vào này bằng cái sắt và sẽ có một cái ren để vặn lại đây. Cực kỳ chắc chắn nha. Cái dàn khoen của con này đều là dàn khoen full sit rồi. Pen này thì của Mỹ nha. Cho mình câu máy điện này, câu ngâm, câu biển này. Đây câu nước sâu nha, tất cả là khoen sit hết. Con này cái ngọn của mình là dạng như ngọn đặc như này. Đây dạng như ngọn đặc thì nó sẽ tải cá tốt hơn. Rồi pen Mỹ cắm gốc, dạng cho mình câu máy điện. Con này thì cân nặng của mình được là 610 g, mã số 24, giá 1,4 triệu. Đây 1,400,000 nha. Đó, cắm gốc nha. Rồi tiếp theo thì mã số 25. 25 thì một con cần máy ngang. Con này trên đây mình câu rít như này. Câu rít, câu lua này, dạng câu biển nha. Con này thì cắm gốc của mình dòng Misaki. Misaki thì nội địa Nhật 100% rồi, Japan. Cái con này thì thông số của mình á thì dài là 1m85, tải mồi từ 80 đến 150g nha. Độ cứng ra cho mình tầm khoảng MH. Dàn khoen full sit này, ba chân, máy ngang nha, pad vặn này Fuji Misaki chính hãng cho mình đây. Thôi con này thì dàn khoen cũng nhiều và cái ngọn của mình á thì ngọn 2 ly nha. Cái ngọn của nó thì ra cho mình tầm khoảng có nhịp này. Nó tải mồi từ 8 đến 150g thì cũng dạng cứng rồi. Đó, cứng tầm khoảng MH cái này. Cho mình zip nha, zip máy ngang. Cân nặng của mình là 330g, mã số 25, giá 1,2 triệu. Đây, 1,200,000. Mã số 26. 26 thì một con cần hai khúc cho mình lưu gần đây. Đây, một con cần hai khúc cho lưu gần như này của dòng Shimano. Con này là dòng Shimano dòng Ghost Sniper BB như này. S10 nha, là dài 3m, cứng MH. Con này thì hàng China xuất Nhật, nó sẽ có mã code và tem vàng đầy đủ đây. Đây, mã code tem vàng này, dàn khoen Fuji. Thì độ cứng MH dài 3m thì thông số tải mồi zip mát á là 80g. PE thì hỗ trợ từ số 1 đến số 3. Con này nguyên bản nguyên zin nha. Đây, khoen để ba là khoen chân cao cho mình. Con này cho anh em mình lưu gần, lưu nhá hơi nhá thật cho mình zip nha này. Đây zip gin. Ngọn con này là ngọn 2.5 ly. Phôi phích còn đẹp nha. Đây, sáng hết chỗ này này. Nó sẽ có xước thì dạng xước dăm sơ sơ thôi. Tay cầm cán mút bắt vặn Fuji Shimano. Đó, hai khúc nha. Cho mình lưu gần. Zip đều được. Cân nặng của cần là 260g thôi, mã số 26, giá là 2 triệu nha. Đây, giá 2 triệu cho mình ạ. Tiếp theo mã số 27, 27, 28 thì hai con cần câu ngâm. 27 thì một con cần hai khúc, con này câu ngâm dạng cho mình câu cảm giác này. Con cần này thì độ dài của cần này. Con này thì dòng của dòng cần có Fuji này. Đây Fuji, thương hiệu Fuji luôn. Con này thì để em đo thông số lại coi. Con này thì thử lấy cái cần hai khúc của 24 á thì mình sẽ đo chuẩn hơn như này. Cái con này là cần 24 nha, con này 23, con này 24. Cần 24 mã số 27, con này thích hợp mình câu cảm giác thôi. Con này thương hiệu cũng là dòng Fuji luôn. Đây Fuji nha. Dài 2m45, đây 2m45 thông số ghi sẵn này. Mà này em nhìn không rõ. Dàn khoen Fuji, ba chân xứ xích. Đây tổng thể thế này. Ngọn của mình thì đo được cho mình á là ngọn 2.5 ly. Tổng thể con này thì nước sơn của nó màu hồng như này. Con này cứng tầm khoảng vào 30 đến 50 thôi. Cần rất đẹp nha, tay cầm mình cắn mút bắt vặn Fuji này. Đây thương hiệu Fuji luôn nha. Đó, thương hiệu Fuji của Nhật luôn. Cân nặng của cần chỉ có là 250g thôi, mã số 27, giá 700.000. Thích hợp anh em mình câu cảm giác nha. 2m45, cứng tầm khoảng 30 thôi. Câu cảm giác, câu ngâm. Cuối cùng thì mã số 28, một con cần là 3 khúc, con này thương hiệu của mình là dòng Daiwa. Đây, Daiwa 3 khúc nha. Cái độ dài của cần á là 3m, độ cứng 30, dòng C-Power. Con này thì hàng Korea xuất thị trường Nhật này, có mã code tem vàng. Thì tay cầm cán bút bát vặn Fuji Daiwa luôn. Cứng 30 thì cũng dạng vừa thôi, không cứng lắm. Dạng khoen Fuji 3 chân xứ xám. Ngọn cần là 2.5 ly. Nó sẽ hỗ trợ cái đầu bu xích chống xoắn. Con này thì cho đây mình cá chép, cá mè như này. Cá chép, cá mè công ngâm. Đây cần rất đẹp nha, của Daiwa. Sầm Horolock. Đây, 3 khúc này. Mấy cái này là với cái vít keo nha. Đây, vít keo dính thôi, không ảnh hưởng chất lượng cần cho mình nha. Về mình lau vệ sinh là sạch hết. Cân nặng là 420g, mã số 28, giá 750 như này. Đây, Daiwa nha, 750.000 ạ. Rồi tổng thể thì 28 mẫu cần và một số máy câu em gửi đến anh mình. Ơn mẫu nào cứ comment mã số cộng số điện thoại nha. Chốt đơn liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo, em chụp hình từng mẫu cần mẫu máy gửi đến mình tham khảo kỹ hơn. Rồi anh em có xem được video cho lượt đăng ký bật thông báo nha. Bên em hàng hóa về nhiều cập nhật liên tục. Cảm ơn rất là nhiều. Xem video của em. Hẹn gặp video lần sau ạ.